Cùng với đồng bào cả nước, bà con các khu tái định cư thủy điện Hùa Na, huyện Quế Phong cũng đang rộn ràng đón chào năm mới Giáp Ngọ. Thưa quý vị và các bạn, năm nay là năm thứ hai người dân vùng lòng hồ thủy điện Hùa Na đón cái Tết ở các khu tái định cư mới. Trải qua một thời gian khắc phục những khó khăn vất vả, thì đến nay có thể nói là cuộc sống của bà con đang dần ổn định và một cái Tết đầm ấm vui vẻ đang hiện diện trong từng căn nhà ở các khu tái định cư này. Cả gia đình ông Hà Văn Định ở khu tái định cư Khủn Na đang hối hả chuẩn bị đón Tết. Vợ và con gái ông đang xe nốt những con sợi cuối cùng để dệt váy mới. Những bó nếp rẫy căng hạt đã được phơi khô gác lên cột nhà. Hai chum rượu cần to cũng được ông Định chuẩn bị cho những ngày Tết vui cùng bà con trong bản. Rau xanh là thứ hiếm nhất ở vùng núi cao, đặc biệt là ở các khu tái định cư, thì nhà ông đã có vườn rau xanh tốt. Theo ông thì không phải tại đất, mà chỉ cần siêng năng là sẽ có hết. Và một cái Tết no đủ đã hiện diện trong căn nhà của ông Định. Trước giờ về đây thì cũng tạm ổn. Chỗ ăn chỗ ở, nói chung là nước nôi, hoa màu, rau xanh, rẫy cũng có làm được. Siêng thì có cái đã có ăn, có đầy đủ vào thu nhập vào gia đình thôi. Chỗ cũ thì mình chi mà có như thế này. Nếu như trước đây ở bản cũ vùng lòng hồ, trẻ con từ 1 đến 6 tuổi không có khái niệm đi học, thì nay ở khu tái định cư, những ngày giáp Tết vẫn rộn ràng tiếng con trẻ hát và đọc thơ ở lớp mẫu giáo. Trẻ em muốn đến lớp, bố mẹ cũng an tâm cho con đi học để tranh thủ sản xuất sắm Tết. Bởi ở khu tái định cư, không chỉ có trường lớp khang trang, gần nhà, mà ở trường các cháu được chăm sóc dạy dỗ chu đáo không khác ở miền xuôi. So với trước đây thì các cháu đi học đầy đủ hơn bởi vì bố mẹ đầy đủ phương tiện đưa đi, đưa lại, sáng đưa đi, lên chiều đến đón. Cơ sở vật chất so với ngày xưa thì cũng khá ổn định, tuy rằng cũng so với mà đủ lắm thì cũng dư cũng chưa đủ, nhưng mà cũng khá, nói chung là cũng khá tạm ổn định nhiều. Các cháu cũng ham muốn được đi trường đi lớp, những cái cháu nhỏ mà chưa đủ tuổi mà cũng khóc đòi đi học. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, bà con các khu tái định cư thủy điện Hùa Na vẫn chưa hết khó khăn. Tại một số điểm khu tái định cư, đường giao thông còn dở dang. Việc cấp đất để sản xuất cho bà con vẫn chưa hoàn thành, nhất là ruộng nước. Trước mắt, để cho nhân dân các điểm tái định cư vui Tết đón xuân vui vẻ, huyện Quế Phong và công ty cổ phần Thủy điện Hùa Na phối hợp hoàn chỉnh các công trình dân sinh, tạo điều kiện cho bà con vui Tết. Đồng thời, huyện cũng chuẩn bị 80 tấn gạo hỗ trợ cho dân tái định cư ăn Tết. Năm nay thì chúng tôi trước hết là về các chính sách. Chính sách của hỗ trợ đời sống cho bà con thì chúng tôi sẽ cố gắng cùng với chủ đầu tư là sẽ cấp được gạo và các để cho trước Tết để cho bà con đảm bảo cái lương thực để ăn Tết. Thứ hai nữa là hiện nay thì huyện đang chủ động là tổ chức cái Tết cho bà con, thì chúng tôi sẽ làm một tổ chức Tết ở tại một cái điểm tái định cư tại xã Đồng Văn. Đó là cái điểm tái định cư mà khó khăn nhất là cái điểm Khủn Na. Thì chúng tôi thì cũng đã làm việc với chủ đầu tư. Bên chủ đầu tư thì để cùng phối hợp để tổ chức Tết cho bà con. Nhận thức được trách nhiệm của công ty với các đồng bào dân tộc, các huyện Quế Phong, thì chúng tôi đã thực hiện chương trình là tặng quà Tết cho đồng bào các xã bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Khủn Na. Và mục đích đơn giản là mong ước cho bà con đón một cái Tết cổ truyền, ấm cúng và tinh thần rất vui vẻ. Sau khi đã hy sinh cho dự án thì cũng được sự tri ân của các nhà đầu tư, của quan tâm của tỉnh Nghệ An đến đây. Mùa xuân mới đang đến, công trình thủy điện Hùa Na đã phát điện hòa dòng điện quốc gia. Thành công này có phần đóng góp hy sinh không nhỏ của 1.352 hộ dân vùng lòng hồ. Sự ghi nhận bù đắp của Đảng, Nhà nước là niềm vui của bà con dân bản trong những mùa xuân đầu tiên ở nơi ở mới. Năm 2014 này, bà con sẽ có đất để sản xuất, chăn nuôi, hứa hẹn một cuộc sống tốt hơn.